Kinh đồ đến Mỹ xin chào các bác. Hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 11. Bữa nay chính thức vào đông rồi các bác. Chính bữa nay rét rồi. Và em lên áo Filaket M65. Khui nguyên con luôn nha các bác. Khui trực tiếp luôn. Lên cho nó nóng nha các bác. Áo Filaket M65 chuẩn lính Mỹ nha. Màu olive. Và cũng hên xui thôi. Bữa nay hàng kiện ít ai dám khui lắm các bác. Và đẹp lên đẹp, mà không đẹp thì lên theo kiểu không đẹp nha các bác. Có gì lên đó. Rồi và em sẽ khui trước nha, chắc mất khoảng 5 phút để em khui, em bung ra hết rồi em sẽ lên. Em lựa những con đẹp em lên trước. Rồi khui luôn cho nóng nha các bác. Rồi và các bác vừa ý được mã nào, gọi điện hoặc nhắn qua Zalo giúp em 0903 145965. Em ship hàng toàn quốc. Em lên nha các bác. Em sẽ bung ra hết rồi sau đó em sẽ lựa con nào đẹp em lên trước. Cái dây này nó hơi nguy hiểm. Ok các bạn. Rồi. Small shop nha các bạn. Khóa đồng small shop đây. Các bác cứ để em chút nha, em sẽ soạn. Em bục ra hết rồi sau đó em sẽ lên. Nhiều khi nó mới khui thì có thể nó hơi nhanh. Nó nhanh nha. Nhiều khi các bác nhìn nó có thể nó sẽ nhanh, nó không có được thẩm mỹ ha ha. Nhưng mà quan trọng là áo nó còn đẹp hay không thôi. Chung là lên em cứ khui thôi, mà lên được bao nhiêu em lên nha. Chứ còn lên hết. Lên hết một cục của nó tới 35 cái rồi. Cho nên lên hết thì không lên hết nổi đâu. Hơi bụi tí. Con này nó dính gì ngay lưng. Ít small nhưng mà nó bị dính ngay lưng.
thường người ta khui người ta thẩm mỹ phủi rồi thẳng khớm ha. Nhìn nó thẩm mỹ ha, còn em là em lên trực tiếp luôn, có thể nó hơi nhăn tí nhưng mà quan trọng nó nóng, lên vậy nó mới nóng các bạn, khui trực tiếp luôn. Kiện này ổn nha các bác, kiện này khá ổn đấy. Áo này tự nhiên dính cái lưng phủ quá. Nhưng mà size to, size to lắc lon. Siêu phẩm này các bạn, Salmon Shot đời 67 tem to. Chúc em sẽ lên con này đầu tiên. Rồi đời 67 khóa talon, đời 67 khóa talon. Ok rồi. Rồi các bác, em lên nha. Hơi mất thời gian, nói chung là mất hết 8 phút. Rồi và bây giờ đi vào vấn đề luôn nha các bác, vào việc luôn. Và đầu tiên em lên một con Salmon Shot. Con này chắc đẹp nhất chuồng rồi. Bữa nay kiếm sai này khó lắm các bác. Salmon Shot. Shot Salmon nha. Đời 67 tem to. À đời 66 nha các bác. Đời 66. Tem to nó có từ năm 66. Cuối năm 66 và đầu năm 67 nha các bác. Và con này là đời 66. Để ở đàn chặt mà các bác ở sau các bác không thấy đời thì tất nhiên nó là đời năm 66 ha. Và đời năm, kể cả đời năm 67 cũng vậy, nếu tem to là nó là hợp đồng của năm 66 và cấp phát năm 67, thực tế tem to nó sản xuất toàn bộ năm 66 hết đây các bác. Nhưng mà có cái hợp đồng, có cái cấp phát năm 67, có cái cấp phát năm 66 và đây là chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 66 DSA 100. Tất nhiên nó không có đề phía sau thì mặc định nó là năm 66 nha. Còn DSA 1 thì tất nhiên nó là năm 65. Nhưng mà áo M65 các bác kiếm đời năm 65 rất là hiếm nha, ít lắm. Tem mát còn đầy đủ nha, tất nhiên nó hơi chốc chốc tí thôi. Rồi túi chân, túi chân sạch sẽ nha các bác, chuẩn màu ô liu, chuẩn màu ô liu nha. Cái này thì nó dính tí nhưng mà em bao ra, cái này em bao ra. Đây em khẩy khô thôi, xào khô là nó ra rồi nha.
Đó. Mới xào khô là thấy nó chốc chốc rồi. Cái này em cam kết ra nha, mai em sẽ xử lý cho các bác luôn. Em mới xào khô là nó ra, nó chỉ dính bên ngoài chứ nó không có thấm vô vải đâu. Cho nên em cạo là nó ra rồi. Mai em vò nước rửa tay một tí nữa là xong. Bởi vì bởi vì M65 thì không thể lên nhanh được nha các bác. Em lên có thể hơi chậm tí. Tất nhiên nếp gấp tay có nha. Nếp gấp tay có. Bên này cũng vậy. Còn ổn nha. À, tay còn ok hết. Rồi. Chỗ này nó cũng hơi dơ tí. Cái này em bao ra hết. Cái này mai em sẽ xử lý cho các bác luôn. Yên tâm nha. Xào xào cái là ra thôi. Rồi. Dây dưới còn, dây trên còn đầy đủ nha. Mở lưng đầy đủ. Đồ mới còn ok đấy nha các bác. Hàng nó mới khui, nhiều khi nó nhăn các bác thấy mất cảm tình thôi. Chứ về mà thẳng thớm ra là độ mới nó còn tăng thêm đấy. Ổn hết nha, không lỗi lầm. Chuẩn màu ô liu nha. Khóa này. Khóa con ma nha. Không một lỗi nhỏ nha các bác. Nó dính, bị dính một tí thôi nhưng mà em bao em xử lý cho các bác. Ổn hết nha. Ok. Rồi. Khóa cổ đuôi cá. Nó oxy hóa. Cái này về các bác vệ sinh nên là ra thôi. Ok. Nón đầy đủ. Rồi, không lỗi lầm luôn nha. Độ mới trên 95%. Và bữa nay cái size này thì tất nhiên nha, rất là hiếm nha các bác. Và thứ nhất là size small shop. À, thứ hai là tem to. Thứ ba đời 566 chứ 67 thì nó cũng như nhau thôi. Và còn cái gì nữa, nói chung là độ mới như thế này thuộc dạng cao nha, trên 95%. Ok nha các bác. Rồi. Con này chắc là đẹp nhất chuồng rồi các bác. Tức là cái size. Còn độ cái con này là con này chắc là đắt nhất chuồng. Tất nhiên cũng không rẻ đâu các bác. Ok, độ mới trên 95%. Rồi. Dây trên dây dưới còn đầy đủ hết nha. Không lỗi lầm luôn nha, không một lỗi nhỏ. Chỗ dính dây dưa đó em bao đó, em sẽ xử lý cho các bác luôn. Rồi, và nếu các bác vừa ý 60 đến 70 cân nha, bác là thích ôm 72 cân được, 1m6 đến 1m7. Rồi. Em đo. Màu xanh nha, chuẩn màu ô liu nha các bác. Vai 50. Tay 60.5. Và dài. Đấy, dài 74 nha. Và chuẩn màu ô liu đấy. Mới khui nhăn, nhiều khi các bác nhìn nó vậy đó. Bác về mà làm thẳng thớm sạch sẽ ra là phần trăm nó sẽ tăng thêm đấy. Và em bán. Mười ba triệu nghe các bác. Mã số 307. Mười ba triệu nha. Giá hợp lý nha các bác. Giá hợp lý không mặc cả nha các bác. Tức như bữa nay nó ăn tiền nó theo cái size, cái đời. Bữa nay các bác kiếm dòng này mà còn đẹp như thế này rất khó nha. Rồi ok. Và giá này theo em là hợp lý, rất hợp lý nha. Ok, cái thứ nhất. Tiếp theo. Con này thì nó em cứ lên thôi. Chứ còn về các bác giặt giùm cái cổ nó hơi dưa. Đời 68 nha. Chuẩn cấp phát lính Mỹ 568. Nhà thầu Alpha Industry, size medium regular. Cái cổ nó hơi dơ nha các bác.
Cái cổ nó hơi dơ nha. Hơi dơ. Cái này về các bác ngâm giặt giùm em nha. Các bác ngâm xong lấy nước nước rửa à, nước giặt á các bác thoa lên các bác ngâm vài tiếng. Sau đó vò nhẹ là nó ra thôi. Vò thôi nha. Còn nếu bằng chải chà thì chà nhẹ thôi, cho các bác chà bằng chải mạnh nó sợ nó phai đấy. Rồi. Chân khóa còn ngon nha các bác. Chân khóa còn ngon. Khóa Scoville. Ok. Ok, nó hơi dưa. Nói chung là nó dưa thôi. Còn về giặt giúp em nha. Còn cái này thì khả năng nó ra 5 thịt. Còn nó ra hết hay không thì hên xui. Do cách các bác giặt này em báo không ra đi cho nó nhanh cho rồi. Đó, dưa thôi. Không phải nhớt đâu nha các bác. Này dính dưa chứ không phải dính nhớt đâu nha. Ờ, con này bị thẻo cái cầu vai rồi các bác. Này nó bị cắt cái cầu vai. Nói chung nó dơ thôi, tem dưới thì nó mất rồi. Mấy cái này dơ đứt thì em bao ra hết. Về phần này. Túi rồi. Nói chung nó dơ. Rồi. Mấy cái vết này không biết có ra hay không. Rồi và đời 68 nha, medium regular. Nó không rách đâu nghe các bác, nó chỉ dơ dơ vậy thôi. Chân khóa các bác nhìn cái chân khóa nó còn như thế này. Dây trên dây dưới đầy đủ. Rồi và các bác lưu ý mức cầu vai nha, về cắt tỉa cho sát luôn, khỏi xài cầu vai cũng được. Tất nhiên là lỗi mức cầu vai, nón đầy đủ nha. 70 đến 82 cân 1m67 đến 1m76. Chân khóa còn tốt lắm các bác. Tất nhiên nó vài vết dơ, nhưng mà về các bác xử lý giùm em. Nói chung là khả năng nó ra đấy, nhưng mà em bao ra 5 phần rồi, còn không bao 100% đâu. Về lỡ các bác giờ không ra nó bắt đền em mất công. Độ mới nó nước màu nó phải 92% được nha. Rồi nó dơ vậy thôi, dơ hai bên tay vậy thôi, với cái cổ. Nói chung mấy cái này về các bác chịu khó xử lý giùm em, với lại nó mất cầu vai rồi. Con này em bán 2.700.000, nó mất cầu vai nghe các bác. Đời 68 khóa nhôm nha, chân khóa còn tốt hết, nước màu nó xanh lắm các bác. Chữ A nè, chữ A cũng còn ổn hết. Nói chung là các bác có thể mua những con này giá nó hợp lý hơn, chứ nếu mà nó sạch sẽ thì cái này là em bán giá dơ đó nha, chứ còn nếu sạch sẽ thì tất nhiên giá nó lại khác. Còn mình chơi năm ăn năm thua đó. Đó, a tây còn ngon như thế này mà nước màu còn sạch và đời 68 nha, nó mất cái cầu vai thôi. Về các bác có thể kiếm cái áo khác, các bác gắn cầu vai vô cũng được đó. Tình trạng thì như em đã bán, em bán 2.700.000 đời 68 nha các bác. Tất nhiên những cái áo này nó còn, theo em nó còn ok đấy. Chân khóa còn như thế này, có điều là nó dơ vậy thôi, với lại mất cầu vai. Vai 52.5, tay 62 và dài 80 nha các bác. 2.700.000 mã số 308. Rồi tiếp theo đôi à. Tiếp theo lên một con khóa đồng. Medium regular. Con này cũng còn ok lắm, độ mới cao lắm nha. Màu sậm, màu còn rất là đậm. Size medium regular. Chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 81 nha. Đời của nó đây, DLA chập đời 81. Chuẩn cấp phát. Đó, hàng cấp phát. Các bác cứ nhìn vô cái giấy khai sinh, mình biết có hàng nào chuẩn, hàng nào không chuẩn. Nhìn vào đây biết hết. Rồi, ok, nhà thầu sâu xe, cái tem còn rõ bưng như này. Lót caro rip top nha. Rồi, khóa General.
Chân khóa còn cứng nha. Chân khóa còn cứng. Rồi. Cổ nó hơi dơ dơ, hơi có nếp mờ mờ đây, hơi có nếp tí nha. Ok. Bên ngoài đây, chiếc vải nó đây, màu còn sậm màu lắm nha các bác. Màu đậm lắm nha. Rồi. Ok nha các bác. Thân trước ổn hết, mấy cái này về các bác chỉ cần xả nước sơ cái thôi, giặt sạch cho nó bay lớp bụi ra sơ cái là phần trăm nó sẽ tăng thêm nữa đấy. Hàng em khui nóng luôn cho nên là mấy vết này dơ này, về dơ đứt thôi, mấy này giặt rồi hết. Em báo kỹ hết, thường em báo cứ chi tiết thôi, cho nhiều cái đúng ra có nhiều cái không không nhất thiết báo đâu, nhưng mà em có gì báo đó để các bác nắm bắt được. Nhiều khi mình mua xa, mua online phải nắm bắt rõ được mới nó mới chi tiết được, chứ còn nhiều khi cứ báo qua loa thì các bác đâu có nắm bắt được. Ok rồi, ổn hết nha. Chỗ này nó dơ xíu xíu, nói chung là cái áo còn đẹp lắm nha các bác. Áo này em báo 95% là khiêm tốn đấy, về các bác giặt sơ cái là độ mới phải 97% đấy. Có cái cổ nó hơi nếp tí ha, không biết dơ hay phai, không biết, khả năng bụi thôi. Rồi, chứ còn các bác nhìn cái tem như thế này, nó còn giòn, nó còn giòn như thế này. Ok, những cái tem mà rớt nước nhiều á, cái vải này nó có cái lớp bột á, nó nở cái bột ra thì nó hết giòn. Còn những cái tem mà nó còn mới là nó còn độ giòn, còn giặt nhiều lần thì nó hết độ giòn. Cho nên là cũng là một cách để mình biết cái áo nó rớt nước nhiều hay ít. Con này còn gọi là nước màu còn ổn lắm nha các bác. Vai 53, tay 61, và dài 77.5 nha. Em mặc chưa ta? Mét 67 đến mét 76 đi ha. Và 70 đến 82 cực. Chân khóa cứng ngắc như thế này, màu sậm màu nha. Nói chung là còn ok lắm. Các bác nhìn cái nếp tay, chưa thấy nếp luôn nha. Chưa thấy nếp tay luôn. Ok không các bác? Và rồi em bán còn ổn lắm, độ mới rất cao đấy. Nhiều khi nó nhăn nhăn các bác nhìn nó vậy thôi, chứ về thẩm mỹ nó lại nó thẳng thớm lên là nhìn nó sẽ ổn. Rồi em bán bốn triệu đồng nha các bác. Mã số 309. Ổn hết các bác, dây đồ đầy đủ hết nha, dây trên dây dưới đầy đủ hết, dây nó còn độ thun tốt. 4 triệu đồng, mã số 309 nha các bác, dung độ mới rất cao đấy, có vài vết dơ bụi bụi nhỏ thôi, về các bác giặt sơ cái là mặc thôi. Vai 52.5, tay 61, và dài 77 nha các bác. Em bán 4 triệu đồng, mã số 309. Tiếp tục rồi, con này cũng mới lắm rồi, gọi là gì nha, CB tức là ông biển, tức là tiểu đoàn ông biển đó, biệt đội ông biển gì đó đại khái vậy, tức là nó một cái tên của cái tiểu đoàn của nó đại khái vậy ha. CB ông biển nha. Rồi nó theo luôn. Ok, độ mới cao, size small lock, các bác nhìn cái tem còn cứng như thế này. Đời 72 nha, chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 72, nhà thầu Alpha Industry, size small lock. Cổ thì nó hơi dơ dơ tí, hơi mồ hôi tí thôi. Rồi
lót bóp lin nha, đời 72 nha các bác, hai tem, đời hai tem, hơi ố tí thôi nhưng mà cái tem nó còn cứng như thế này, chữ rồi còn rõ ràng nha, mọc đây, số lô thứ ba, ok, dây kiên, dây dưới còn đầy đủ nha, chất vải cũng ok lắm nha các bác, màu cũng màu sậm đấy, ô liu sậm nha, nước màu còn đậm lắm. Chân khóa còn ngon nha. Chân khóa còn ngon nha các bác. Ok. Sư cứ xài chữ dưới thôi, dây chân còn tốt nha. Rồi khóa cổ. Khóa cổ Scoville, đuôi cá luôn nha. Nón đầy đủ. À cái này hôm nãy em giới thiệu cho ta. Cái này khóa cổ cũng General nha các bác. Nón đầy đủ luôn. Rồi. Size small long đời 72. Thân trước ổn nha, thân trước ổn. Thân bên này cũng ổn. Và nó có thêm cái CB này nha. Tay đồ ổn hết nha. Cái này nó bị dơ các bác. Cái này nó dơ. Cái này dơ chứ không phải phai đâu. Ra nè, ra nè. Sau này cũng vậy. Cái này nó dơ nghe, em bao ra. Em vò cái là nó bay hết rồi. Còn dính sơ lại. Mấy cái này là vết dơ nghe các bác. Vết dơ nghe, em bao ra. Cái này mai em xử lý cho các bác luôn cũng được. Đó, vò cái là gần hết rồi. Vò nước cái là chắc chắn sẽ ra hết. Nếp gấp có. Rồi, bên này cũng vậy. Nếp gấp nó hơi dơ mồ hôi này. Này cũng dơ dơ tí nha. Gấp vào thì nó mất, nhưng mà cái này về giặt khả năng nó ra, nó dơ thôi. Nước màu còn đậm lắm, nước màu còn phải 95% là có đấy nha. Ổn hết nha các bác. Rồi, tình trạng là ổn, cũng không lỗi lầm gì đâu. Cái vết dơ nữa thì em bao ra nha, cái vết. Đây này, em vò nó bay gần hết, thì dơ, dơ đứt thôi. Như cái này về ngâm giặt giúp em thôi. Rồi. Đời 72. Size small long nha các bác. Nón rồi đầy đủ ha. Rồi 60 đến 72 cân. Mà phải mét, nếu mà đẹp phải mét 73 trở lên thì nó đẹp hơn nha. Small long. Như em nếu mà em mang em lận lận lên thì nó vẫn được, nhưng mà nó không có đúng cái chiều cao thì có thể nó không đẹp thôi. Cái này nó ép kiện bị móp rồi các bác. Này mai em lấy tục vít em nảy ra thôi. Cái rảnh này nó hẹp này. Em sẽ nảy ra nha. Yên tâm nha các bác. Em sẽ xử lý cho các bác. Kéo bình thường. Vẫn cái đầu này nha. Yên tâm. Xem như không lỗi đâu nha các bác. Cái này lấy tục vít nảy cái là nó ra thôi. Không vấn đề. Và nước màu còn đẹp lắm. 95%. Và quan trọng là đời 72. Ok, cũng không dài lắm đâu các bác. Em mét 68 và nặng 68 cân. Các bác nếu mà mét 68 cũng ổn, không đến nổi đâu nha. Còn không mét 7 trở lên thôi. Cái này cảm giác cũng không dài lắm đâu. Các bác thích gọn thì rút cái dây lai mình bo lên cũng được, cũng đẹp. Rồi, mét 7 trở lên. Mét 7 đến mét 8 đi. Rồi, và 60 đến 72 cân, độ mới cao lắm. Rồi em bán. Để em đo đã nha. Vai 49. Nước màu còn ok lắm các bác. Tay 63. Và dài 80 thôi nha. Dài chỉ có 80 thôi cho tên là. Thường là lon nó phải 82 đấy. Cái này 80 là cũng không dài lắm đâu. Và bác nào thấy vừa ý chốt cho em con này em bán. hai triệu chín trăm ngàn. Tất nhiên small long nhưng mà nó tương đương small regular thôi, có thể nó dài hơn 1-2 phân thôi, cho nên giá là vẫn giá small long và đời 72 hai tem nha. Mã số 310.
em bán 2.900.000. Tiếp tục cái áo này của Thủy Quân Lục Chiến, nhưng mà nó mất cái tem này các bác. Cái này cũng chắc chắn là chuẩn cấp phát nha, 5818X. Cái bộ vải caro rip top này, có điều nó mất cái tem rồi, nó có cả lót kèm theo luôn. Cái cổ nó có hơi có nếp tí, không biết size gì, khóa riêng đây rồi, chân khóa còn cứng nha các bác, chuẩn cấp phát đấy nha, Thủy Quân Lục Chiến luôn nè các bác. Cái này cam kết chuẩn cấp phát mặc dù nó mất tem, nhưng mà nó, nhưng mà em đã cam kết thì các bác yên tâm, mặc dù nó mất tem nhưng mà nhiều quá cái kêu mất tem mày lấy cái bằng chứng đâu mà kêu nó hàng cấp phát à, tất nhiên là bằng bằng uy tín, bằng kinh nghiệm các bác. Nhiều khi lại kêu bóc phét nhưng mà khóa gen đây rồi, nhiều khi lại bị ghét đúng không các bác. Khóa kích khóa chính là gen đây rồi, còn khóa cổ là Scoville đuôi cá nha. Tất nhiên khóa nó mít là bình thường nha các bác, kể cả đời 6667 khóa nó vẫn mít. Khóa chính một hãng và khóa cổ một hãng là bình thường. Khóa chính là General nghe, rin hết nghe các bác. Các bác nhìn những con bọ nó rin hết đấy. Còn khóa cổ cũng vậy, nhìn những con bọ là biết thôi. Rồi và chưa biết sai gì, Thủy Quân Lục Chiến nước màu cũng còn ổn lắm, cũng sậm màu nha. Màu này nó cũng hơi lam lam à, không phải lam lam này, cái màu nó cũng không hẳn ô liu. Con này size lát này các bác, size lát 80 đến 90 cân và cao mesh để em đo chiều dài đây, vai 55 này, tay 66 và dài 84 rồi. Cái này lát lon rồi các bác. Rồi em bán 1.500.000 cả lót luôn nha, không lỗi lầm gì nha. Cái điều sai to em bán rẻ đấy chứ còn không lỗi lầm, lát lon mà cả lót luôn. Ồ, ổn hết nha, trên 90%, mấy vết bụi về giặt cái là ngon thôi, chả dơ bẩn gì đâu các bác. Các bác phải trên 1m7 và 80 đến 95 cân cũng được. Em bán 1.500.000 mã số 311. Tiếp tục con này nó bị dơ rồi, cái này để em xử lý đi, không biết có ra hay không rồi em lên sọc. Con này cũng còn mới lắm, cái màu xanh lắm các bạn, màu xanh lét đời 68 nha, salmon regular. U trời, màu các bạn thấy cái màu nó xanh lét luôn các bạn. Khóa 2.7 nha, rapid 2.7. Ok không các bác. Ô chà, cái màu xanh lét luôn á. Độ mới cao lắm nha. Salmon regular nghe các bác. Ô, nhưng mà cảm giác cũng như salmon shot vậy thôi. Rồi các bác thả xuông, con thích bo lên có thể rút cái dây bo lên như thế này cũng gọn nha. Ổn không các bác? Các bác thấy cái màu ưng đúng không? Nhìn cái màu ưng. Rồi và nguyên vàng tem không quân, tức là nguyên rim theo áo. Ô chà, cái áo đẹp lắm các bác ơi, để xem có lỗi gì không nha.
không lỗi gì luôn các bác. Nó mới lắm, con này nó mới lắm nha các bác. Màu nó xanh lét luôn á. Các bác nhìn à còn cứng như thế này, hơi mờ dưa mờ thôi, nhưng mà nếp gấp nó lại khá rõ nha. Cái màu nó xanh, nó ăn là cái nước màu nữa nghe các bác. Chất vải nó đây, em để sát là các bác thấy rõ nhất. Chỗ này nó như nó bị dơ dơ cái gì các bác, hay dơ dơ gì nó cũng mờ thôi, không biết có ra hay không nha. Nhưng mà nó nằm sâu cánh tay nghe các bác, nó nằm sâu cánh tay. Nhưng mà cái nước màu nó ăn là nó ăn cái nước màu này, nó xanh lắm. Tay bên này cũng vậy các bác nhìn. À tay rồi, chỗ này hơi dơ dơ tí, hơi dơ dơ tí kìa, dơ nghe trong phải phai đó. Ngoài xử lý rồi, nếp gấp thì nó có nếp gấp nha, tất nhiên này nó dơ nữa, cái này khả năng giặt ra. Thân sâu, thân sâu không tì vết nha các bác, thân sâu không tì vết. Tất nhiên đời 68 trở về trước là cái mở lưng nó phải hai lớp nha. Nếu đời 68, 67 và 66. Còn 69 trở về sau thì nó một lớp. Còn cái áo các bác mà đời 67 hoặc 68 mà các bác thấy nó gấp một lớp như thế này thôi thì là biết rồi. Ok, thân trước ổn hết các bác, thân trước cũng ổn hết nha. Đó, ổn hết. Rồi. Con này nói chung là tình trạng ở bên này nó dơ thì tí nè, nó dơ dơ đây à. Cái này dơ khả năng giặt ra. Còn bên này, bên này tức là cái nếp gấp thì khá rõ đó nghe các bác, nhưng mà cái áo nó còn ổn lắm. Với lại bên này nè, nó bị dơ như này, nhưng mà cái màu nó cũng chìm thôi chứ không nổi lắm đâu. Còn không biết có ra hay không nghe, em bán giá em báo là không ra, về các bác xử lý ra được thì ngon. Mà quan trọng cái màu nó còn cứng. Khóa Rabbit nha, 267 nha. Chân khóa, chân khóa còn ngon nghe các bác. Ok. Rồi khóa cổ, khóa cổ cũng General. Khóa chính là Rabbit, còn khóa cổ là General. Nón đầy đủ. Rồi, nói chung là bị dơ cái tay đó thôi. Rồi và cái giấy khai sinh ở đây. Size Small Regular. Đề đàn chặt. Đời 68 nha các bạn. Chuẩn cấp phát đến Mỹ năm 68. Nhà thầu Meissen & Hugger. Rồi, lót bóp đi. Cổ đâu cũng còn ổn nha. Tem trên tem dưới còn đầy đủ. Độ mới cao lắm. Tất nhiên cái tay nó có nếp gấp nha, mà cái màu nó xanh lắm các bạn. Màu các bác nhìn cái màu nó xanh lét. Cái này là hàng mới khui nó nhăn. Về mà các bác gọi là cho nó vệ sinh hoặc là cho nó thẳng thớm ra, cái mùi nó vẫn còn mùi, cái mùi gọi là cái mùi sau khi người ta sản xuất. Những cái mùi này các bác, cho nên cái mùi của nó gọi là cái công nghệ của quân đội đấy các bác. Cho nên các bác mặc những cái áo này, em nói không có đúng hay không nha, các bác mặc những cái áo này, những cái áo thường thời trang á, trời nóng mồ hôi các bác mặc cỡ 2 tuần là nó chua, nghe cái mùi nó chua rồi đúng không các bác. Còn cái áo này nhiều khi nhiều bác mặc cả năm không giặt nhưng mà nó lại không có mùi, các bác thấy em nói có đúng không. Và những cái áo mới nó có cái nó có tẩm một lớp giống như gọi là hóa chất các em ơi, hóa chất của quân đội, thì nó là của quân đội mà nó mình không biết là cái gì. Tất nhiên là nó an toàn rồi nhưng mà chống ẩm mốc, chống mối mọt và chống côn trùng nữa. Các bác mặc thử để ý, nhiều khi bác mặc đây, các bác ngồi kế bên mũi nó đốt, cái bác mặc áo thời trang đấy, nhưng mặc áo này nhiều khi mũi nó lại đi xa đấy các bác. Cái đó em nói rồi, còn các bác tự kiểm chứng nha. Nhiều khi nói quá các bác lại bảo bóc phét. Ok rồi, chuẩn không các bác, một lỗi là bị dơ vậy thôi, nó dơ vậy thôi.
Nhưng mà các bác nào thấy hợp lý, tất nhiên nó có lỗi nha, còn ra hay không thì hên xui, nó cũng mờ mờ đó, nó nằm sau cánh tay. Nhưng mà nó ăn tiền là cái nước màu của các bác, cái nước màu nó ổn lắm. Và cái size em mang cũng vừa y. Vai 49, tay 62 và dài 78 nha các bác, 1m66 đến 1m77, 60 đến 72 cân. Nói chung nó đẹp lắm nha, nó đẹp đấy các bác, có điều là dính dơ như em đã báo vậy thôi. Em bán 11 triệu đồng, mã số 312. Tiếp tục rồi em lên có cái con khóa đọc Salmon Regular rồi, độ mới thì tầm 90%, chất vải thô thớ nghe. Và thường cái vải thô thì cái màu nó sẽ không có xanh giống như là bằng cái chất vải. Đó, những cái này cái hạt vải lốm đốm những cái hạt vải. Ủa, giờ cái này thì giặt, về giặt cho em, nó mang mồ hôi dơ chứ không phải nhớt đâu nha, mang lâu ngày nó dơ nó dính rồi. Ok rồi, này size Spawn Regular hả, 60 đến 70 kg rồi, mét 1m65 đến 1m75 đi ha. Em mang nó cũng gọn đó. Chuẩn có phát lính Mỹ năm 78 nha, DLA 100 đời 78, nhà thầu Alpha Industry, chất vải thô đâm. Rồi, dây trên cọc, dây dưới mất rồi, em sẽ luồn cho các bác sập lót bóp linh nha. Nó hơi dơ ra cái màu thì nó cũng nó không hẳn ô liu, màu chất vải thường với chất vải thô thì cái màu nó sẽ nhạt hơn. Đó. Chiếc này là 100% cô tông đó. Thường chiếc 100% cô tông thì màu nó sẽ không có, nó có xanh bằng cái chiếc vải 50-50. Nó dơ nè, em bán giá dơ nha, cho rách thì nó không rách, dơ nè. Chung là bác nào thấy hợp lý thì mình chốt thôi, về giặt gì mẹ. Nếu mà giặt sạch sẽ thì lên nó lại ở một cái tầm khác đúng không các bác. Bây giờ thì nó nhìn hơi dơ, nhìn nó hơi tầm bậy thôi, nhưng mà các bác giặt sạch sẽ thì nó cái tầm nó không còn tầm bậy nữa, nó tầm khác. Nhưng mà tầm gì thì không biết, lỡ nó giặt không ra thì giặt ra thì nó khác, không giặt không ra thì coi như là tầm bậy đúng rồi. Rồi đây, giờ đây kìa các bác. Rồi, nhưng mà chất vải thô đâm thớ nghe nghe, nó những cái hạt vải. Các bác thấy những cái hạt vải nữa đây. Thường là vải thô, thường chất vải thô là vải 100% cô tông nha. Đó, nó dơ. Rồi, tóm lại á, là không rách lủng, nó chỉ dơ thôi. Chủ yếu dơ hai cái tay đó thôi, cái cổ nữa nghe các bác. Và cái giá 1.500.000, đời 78, size Salmon Regular, rất hợp lý. Tất nhiên là tình trạng thì như em đã báo nha, khóa Scoville, răng cá mập đàng hoàng đấy, chân khóa còn ổn nha, bên ngoài nó hơi te te tí rồi, chóc cái đó nó vàng này thôi, chứ còn kéo vẫn ổn. Khóa tem mát đầy đủ, khóa đuôi cá Scoville đuôi cá, nón đầy đủ, 1.500.000. Vai 50, tay 60.5 và dài nó 76 đó nghe, nó 76 rồi đó. Tức là tương đương Salmon Shorts, các bác 1m63
đến 1m75 là được, hoặc 1m74 tương đương Salmon Shorts, và giá 1.500.000. Cái dây dưới nó mất thì em sẽ luồn vào nha, dây trên còn. Các bác cứ lấy dây thì riêng cái dây, cái nào thiếu em sẽ bổ sung. Mã số 313, 1.500.000. Bác nào thích hề bụi bặm chốt cái này được, không quan trọng không rách lũng nha, chất vải thô đanh thơ nha. Rồi tiếp tục em lên mấy con đẹp đẹp đi. Con này cũng đẹp mà nó bị dơ, con này nó dơ nhưng mà chắc chắn là ra, chắc chắn ra, nhưng mà để em xử lý. Ồ, con này cũng còn đẹp lắm, medium short. Rồi cái này, cái này em xử lý cho các bác luôn, em lên luôn. Đời 68 nha, medium short, chuẩn lính Mỹ năm 68, nhà thầu Allen Overo. Thường cái áo nó móc các bác, nó móc bằng cái móc sắt, nó dính hơi hoen rỉ tí, trong bên trong thôi, bên ngoài không bị đâu. Chỗ này bụi dơ thôi nha, bụi dơ chứ không phải phai đâu nha. Đây nè, bụi dơ nó còn bám nè, em khẩy nó ra. Cái bụi phấn giống như nó treo vô tường, cái vôi gì nó bám vô thôi nha. Cái này em bao ra, mai em xử lý cho các bác. Với lại cái này, cái này em bao ra luôn, cái này em bao ra nha, em sẽ xử lý cho các bác luôn. Cái này coi như là các bác nhận hàng này sẽ không thấy cái vết này nha, em cam kết. Lỡ mà em xử lý không ra thì em sẽ báo lại cho các bác rõ ràng. Chân bò còn ngon. Chặt cái khóa Scoville. Size medium short nha các bác. Khóa cũng Scoville. Chỗ này mới dơ dơ thôi, bên trong không vấn đề. Rồi, áo không quân nha các bác. Bộ tem không quân. Nó mày dính luôn, các bác không thích thì tháo ra được. Cái này thì em bao ra. Chặt cái có nước màu còn ok lắm. Khóa cổ đuôi cá nè, Scoville luôn nha. Nó dính cái vải. Ok, nón đầy đủ nha các bác. Nón đầy đủ. Ok. Nước màu còn ổn lắm. Xanh nha, chuẩn olive. Còn ngon, nếp gấp còn ok lắm nha. Cái này bụi thôi nha các bác, em để sát này, bụi dơ đấy, chứ còn phai cái nếp gấp nó hầu như là rất là mờ nha. Cái này là bụi mồ, cái gọi là cái bụi mồ hôi nó dính vô thôi, chứ còn nếp gấp rất là mờ. Về các bác giặt sơ cái là ngon, đường chỉ chằng còn ngon. Tay còn như thế này. Rồi tay bên này ổn nha. Rồi bên này cũng vậy, còn rất là ngon. Các bác thông cảm nha, nhiều khi em lên nó hơi chậm, bởi vì những cái này em không lên nhanh được, nó dơ thôi nha, chứ còn độ mới rất là cao đấy các bác. Nó dơ đây nữa. Cái này giặt ra. Rồi, em sẽ xử lý cái này ra cho các bác, cái chỗ đó luôn. Chỗ này em cũng xử lý luôn. Nước màu còn ok lắm các bác. Tem trên tem dưới còn như thế này, còn cứng như thế này nha các bác. Cái này nó che cái móc sắt, nó hơi hen rỉ ra tí thôi, tí cho này nữa nha. Rồi em bán thôi, chứ còn nếu mà xử lý ra sạch sẽ lên thì nó lại khác, nhìn nó sẽ thẩm mỹ hơn. Ok. Rồi độ mới, con này độ mới nó phải 95.5% nha. Cái này là chưa xử lý, các bác giặt sạch sẽ thì nó còn tăng hơn nữa. Còn em cứ báo là 95.5%. Nó còn ok lắm các bác. Mở lên tất nhiên là hai lớp rồi, đời 68 túi trắng. Rồi, quả đùi cá. Và size medium top.
ổn lắm nha các bác. Cái này em xử lý cho các bác nha, yên tâm, em bao ra em sẽ xử lý luôn chỗ đó và chỗ này, hai chỗ short 70 đến 80 cân và 1m72 đổ lại thôi, medium short nha, 1m72 hoặc 1m73 đổ lại được, 1m62 đến 1m73 rồi, medium short. Còn đẹp lắm nha các bạn, 13 triệu, cũng 13 triệu luôn. Nó là size vàng nè các bạn, medium với small short, có chữ short ngày sau là vàng rồi. Bác nào thấy hợp lý chốt cho em, nó còn mới lắm, 13 triệu đồng. Và bao bao giải quyết chỗ này cho các bác nha, yên tâm. Vai 51.5, tay 59 nha, short đây các bác, medium short và dài 76, 13 triệu đồng, mã số 314. Tiếp tục con này cũng đời 68 này các bác, cũng độ mới 95% trở lên, nhưng mà nước màu em đánh giá 95 này thôi chứ thực tế cái tem nó lại bị mờ, nhưng mà em nhìn cái nước màu thì cứ báo rồi đem coi lại tình trạng hết em sẽ báo nha. Size regular small nha các bác, regular small đời 68 nha, túi trắng đời 68 nha, nó hơi mờ, nó hơi mờ nha, chuẩn cấp phát lính Mỹ, nhà thầu Allen Overall đó các bạn, nó nhưng mà nó mờ rồi, size regular small, chỗ này nó bị dơ, cái này cũng bị treo cái móc nó dính vô, này bao ra luôn các bạn, cái này ra, không phải nhớt, nó giống như lộ nghệ, không phải nhớt, cái này ra nha. Cái này em xử lý cho các bác luôn, em xử lý sạch sẽ cho các bác luôn nha, tem trên tem dưới còn đầy đủ, cái tem thì nó bị mờ, nhưng mà cái màu á các bác, cái nước màu nó còn xanh lắm. Đây là chất vải, các bác nhìn cái chất vải, chất vải ok không các bác, chuẩn màu ô liu nha, nước màu còn xanh lắm, tức là do cái vải cái đời này. Nhiều khi đây nè, nếp in nút nó có, nhiều khi có thể nó sử dụng nhiều rồi nhưng mà cái nước màu nó vẫn còn xanh, chứng tỏ những cái này nó bền màu, nó tùy theo nhà thầu nha, tùy theo cái lô vải in nút nó có, chỗ này nó cũng bị dơ nè các bạn, ui chắc dơ dơ này nè, về các bác giặt giúp em nha, cho mấy cái này các bác người giặt giúp em đi, đây nó giống như lọ nghệ chứ không phải nhớt đâu nha. Này, rồi em bán giá dơ, em sẽ xử lý cho cái này các bác này, lỡ hứa là xử lý cái này thôi, còn cái này nó bị nhẹ nhẹ vài chỗ, các bác không chốt thì em xử lý em lên lại sau, nhưng mà bây giờ em bán là em không xử lý, ok, em chỉ xử lý cái chỗ này thôi. Nước màu xanh lắm nha, cái nước màu á là phải 95 được đấy, bên này thì không dơ, dưới này nó dơ tí, dơ lên đây các bác. Rồi để em xử lý em lên sau đi các bác. Cái này nó còn ổn lắm nhưng mà nó bị dơ. Khả năng nó ra cao đấy. Thôi bây giờ em bán 5 triệu đồng, bác nào thấy được thì chốt cho em. Em không xử lý luôn.
bác nào chơi hên xui không các bác? Các bác nhìn na tay màu nó còn xanh lắm nha, 95% được, nếu mà cái nước màu á, còn mấy vết dơ thì không tính tới. Rồi coi như là nếu về các bác mà xử lý nó ra thì tất nhiên cái giá trị nó sẽ tăng lên rất là nhiều nha. A tay nó còn ngon như thế này đó các bác, A tay nó còn ngon như thế này, tức là mình chơi giống như chơi gọi là theo kiểu canh bạc á, nếu mà không ra thì nó vẫn xứng đáng với 5 triệu đồng các bác bỏ ra nha. Nếu không ra những cái vết đó thì nó cũng đó, ít nhất nó cũng phải ra 7 phần nhé, đúng không? Chân khóa còn ngon, còn nếu mà các bác xử lý ra thì giá trị nó sẽ tăng thêm. Nhiều khi em nói lại phóc bóc phét, chứ tất nhiên nếu mà cái này em giặt mà nó ra được thì em sẽ bán giá khác, nó sẽ cao hơn, nó còn ổn lắm nha. Bây giờ bác nào nhắm chơi liều chốt cho em 5 triệu đồng em khỏi xử lý luôn, kể cả cái cổ nghe em cũng không xử lý, nhưng mà về giặt không ra thì đừng đừng bắt đền em là được. Rồi 1m67 đến 1m77 ha, 60 đến 72 cực, không rách lũng gì, độ mới ok lắm nha các bác. Con này ok đấy, có điều nó dơ thì em báo vậy thôi, mà các bác không chốt thì em sẽ giặt em lên lại. Túi trắng lót xám nhé, thường cái đời 68 thì nó có lót xám này, cho nên vì cái này nó viền của nó là nó lấy cái vải lót của cái dòng lót xám nó may vô là bình thường nhé các bác, tất nhiên là nguyên tin rồi, cam kết là nguyên tin và cam kết chuẩn cấp phát đến Mỹ hết đó. Vài vết dơ như em đã báo, nhưng mà ăn là ăn cái nước màu rồi. Các bác thấy năm ăn năm thua được, chốt cho em con này em bán 5 triệu đồng, xanh lắm. Tất nhiên các bác nói nhiều các bác lại bảo bóc phép, nếu mà giặt ra giá trị nó phải gấp đôi đấy thôi, nhưng mà không, em không, em rút lại lời nói đấy. Nhiều khi nói thế các bác lại ghét. Vai 50, tay 63 và dài 78 ha. Nhiều khi chỉ vì vài cái vết lọ nghẹ thôi nó mất đi vài củ khoai đấy các bác. Ok, nghe A tay các bác nhìn cái A tay nó như thế này đó. Rồi nói chung là em chưa có xử lý cho nên là em không có biết ra hay không, nó tóm lại là vậy. Mà về các bác nhắm đây nè, cái này thì không phải vết nhớt đâu nha, vết nhớt em nhìn em biết, nhưng mà nó dính bên ngoài, nó chưa thấm vô vải rồi, và những cái vết này nó chưa có giặt đâu nha, nó giặt rồi mới sợ, giặt rồi nhiều khi nó không ra, nó thấm vô thì nó lại khác, còn những vết này nó mới đó. Chỗ này nhiều nhất nè, có thấy không? Em để cho nên là các bác cứ soi đi, rồi nếu mà hợp lý thì chốt. Và tình trạng thì như em đã báo ha. Ủa em đo chưa các bác? Đo rồi đúng không? Dài 79, 5 triệu đồng. Mã số 315. Mã 315 nha các bác, 5 triệu đồng. Tình trạng thì như em đã nói ha. Còn em không bao ra nha. Tiếp tục. Mấy con đẹp trước đi, mấy con xấu xấu lên sau. Con này nó mất tem, cái cổ nó dơ thì về giặt giúp em, cổ thì mồ hôi đó, về các bác cứ ngâm nước ha, thoa nước giặt lên, các bác ngâm vài tiếng đồng hồ vò giùm em. Đời ba tem không còn vai nghe các bác, chưa biết sai gì, nhưng mà nó vẫn còn cái giấy khai sinh này. Cái này là cái giấy khai sinh này, cái quan trọng nhất đấy, của nhà thầu Alpha Industry nha, đời đầu tiên của năm 66 đấy, đời 4 số, đời 3 số thì nó đầu tiên, nhưng mà nó về đời 4 số thì nó là đầu tiên của dòng 4 số của năm 66, nhà thầu Alpha Industry, chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 66, đời 3 tem không cầu vai, chuỗi hơi dơ nha. Ui trời, dơ lắm các bác. Đó, lý do thì nó hay bị dơ cho nên sang năm 68 nó đổi thành cái túi xanh thôi.
À, sang năm số từ năm 69 nó đổi thành túi màu xanh thôi. Lý do nó dơ quá. Ok. Cổ mồ hôi thì về các bác giặt giúp em. Cái lót nó bị tưa nha. Cái lót thôi. Chân khóa còn ổn nha, hơi tưa phía dưới tí thôi nhưng mà kéo vẫn bình thường. Khóa con ma, khóa con ma nha. Tất nhiên năm 66 là vẫn khóa con ma, chưa có Scoville đâu. Giờ cũng chuẩn màu ô liu. Khóa cổ đuôi cá con ma luôn, nó bị dơ hai chỗ ở đây nữa. Rồi, nón còn đầy đủ. Dây trên dây dưới còn luôn nha, lưng là ổn nè. Lưng đều ổn nha, cũng hơi dơ một hai chỗ. Hàng xưa thì không tránh khỏi đâu. Em cứ báo rồi thôi, còn về giặt ra hay không thì cũng hên xui. Nhưng mà em bán giá dơ. Thân trước sạch sẽ, không lỗi ha. Chỗ này hơi bụi bụi dơ dơ tí. Bên này cũng vậy. Chỗ này cũng hơi dơ dơ tí. Rồi, hơi dơ dơ. Rồi. A tay là ok nha. Dưới cái line hơi tư tư tí dưới cái line thôi. Chứ còn A bên ngoài là còn ổn. Tư dưới cái line thôi nha. Cái này nó tụt rồi. Các bác lấy đem dán lại cho. Ổn các bác. Dơ. Giờ à, bị rách hai lỗ nha. Rồi cũng chưa biết sai gì, nói chung là kêu cái thằng này nó lên chậm quá đúng không các bác, kêu lên đâu mà chậm quá mất thời gian. Nhưng mà phải báo kỹ các bác, tức là nếu các bác mà có ý định mua thì cái cách báo của em nó cần thiết các bác, bởi vì các bác ở xa các bác đâu có sờ tận tay được đâu, cho nên phải báo rõ. Rồi medium regular 1m67 đến 1m77 nha, 70 đến 82 kịch. Đời 66. Ba tẹp không cầu vai nha các bác. Lưu ý nè. Đời đầu của năm 66 nó sẽ không có cầu vai. Và giữa năm 66 trở về sau nó mới có cầu vai nha, hơi dơ đầy tí nữa. Rồi và tất nhiên là tình trạng như em đã báo, mà quan trọng là hàng đời 66 giá trị sưu tập và không cầu vai nha. Nó dừa đây nữa nghe các bác, dính sơn này. Rồi em bán 2.600.000. 2.500.000 đi, em sửa lại giá. 2.500.000. Chân khóa còn ổn nha. Rồi khóa đuôi cá luôn, nón đầy đủ. Tất nhiên tình trạng thì như em đã báo nha. Còn 90% giá tiền đi đôi với phần trăm. Tất nhiên các bác muốn phần trăm cao thì giá nó phải cao hơn. Vai 51, tay 61 và dài 78.5. Medium mà sao vai có 51 à? Đúng rồi, medium nghe các bác. Mã số 316 nha. 2.500.000. Khóa nhôm nha. Đời 66. Em lên một con khóa đồng đen. Đời 62 giá trị sưu tầm ấy. Cái này nó dính vôi nha các bác. Dính vôi là em khảy nó ra. Rồi sạch luôn, sạch sẽ luôn. Đời 72. Này là khóa đồng đen nha. Khóa đồng đen nó chỉ có 3 hợp đồng thôi. 2 hợp đồng của năm 72 và 1 hợp đồng của năm 71 size large regular. Cho nên là khóa đồng đen nó hiếm nhất đấy các bạn. Nó sẽ hiếm hơn khóa đồng nâu và khóa nhôm nha. Bởi vì nó chỉ có 3 hợp đồng thôi. Cổ thì nó dơ. Cái này nó cũng có lỗi một tí. Size large regular. Khóa cổ đuôi cá nha, đồng đen nha các bạn. Nón đầy đủ. Khóa Scoville. Ôi xa toi rồi. Toi rồi các bác.
kéo thì chắc em nghĩ chắc vẫn còn để kéo được nha, nhưng mà nó te tua cỡ đó. Ok, nói chung nước màu còn tương đối dưới tầm 85%. Rồi em bán 1 triệu đồng. Khóa đồng đen nha các bác. Khóa đồng đen đấy, cũng giá trị sưu tầm đấy. Nhưng mà tất nhiên là tình trạng này, khóa nó tươi vậy đó. Nước màu thì còn 85% thôi. Kéo cũng được nhưng mà nó hơi cũng phải giữ lại. Kéo được nha. Ok nghe các bác. Thôi em bán 800 ngàn vậy đó. 80 đến 90 kg là. Nói chung là các bác nào mới chơi có thể chơi trải nghiệm thôi, chứ còn độ mới nó không cao đâu, hoặc mang lao động thôi nha. Rồi cũng ổn đấy các bác, cũng chả dơ bẩn gì nhiều. Nước màu thì cũng hơi xuống màu rồi. Chỗ này nó bị dơ tí. Rồi em đo. Vai 54 nè. Tay 63. Và dài. Dài 81 nha các bác. Em bán 800 ngàn nha. Mã số 317. Thôi bán 700 ngàn đi. 700 ngàn đồng. Rồi em lên một con Smart Regular. Này cái con Smart Shot đâu ta. Con này nó có lỗi. 160 đến 70 kg nha, 1m66 đến 1m76 nó bị rách ngay đây. Các bác về kiếm cái tem may giờ em. Nước màu còn ổn đấy, cũng 90% thôi. Cổ đó. Tem size Salmon Regular nha các bác. Nó bị tua rồi. Đời 77 nha. DSA chập đời 77. Chuẩn cấp phát lính Mỹ nha. Nhà thầu Alpha Industry. Nãy giờ toàn bộ là hàng cấp phát hết nha. Cái nào không cấp phát là em sẽ báo rõ ràng. Cho nên là các bác cứ yên tâm. Chân khóa nó tưa cái lớp bên ngoài đó nha. Còn bên trong còn tốt. Đó, em cứ quay cận cảnh như thế là các bác nắm bắt. Nó dễ. Răng cá mập khóa Scorpio. Chỗ này bị dơ xíu. Nhiều khi để sát đây các bác nắm bắt được cái nước màu cũng như cái phần trăm. Lỗi nè. Lỗi cái nắp túi này em báo đó. Cái này tháo tem. Tháo tem thì dấu kim thôi chứ không lỗi. Rồi thân sau không lỗi nha. Thân sau sạch sẽ luôn, không tì vết. Thân trước bên này cũng sạch sẽ, không tì vết. Tem lụa tuyên theo áo. Rồi khóa cổ đuôi cá nha. Nón còn nha các bác. Nón còn. Rồi tay cũng ổn hết. Cũng bị dơ tí ngay đây. Dơ tí ngay đây. Cái vết dơ này dơ mới chứ không phải người ta đã giặt rồi đó nha. Về cho nên các bác giặt. Em không bao ra nhưng em bao bớt. Bớt có thể nó bay. Em bao ra 5 phần nha. Rồi nếp gấp có rồi, con lại cũng ổn, dê đầy tí. Nước màu thì 90% trở xuống thôi. Rồi và tình trạng thì nó lủng lỗ ngay đây. Và đó vậy thôi, chứ còn mặt thì vẫn còn ổn nha. Bác nào thấy hợp lý chốt cho em con này, em bán 1 triệu dơ ngay đây. 1 triệu không phải 1 triệu đâu nha, để 1 triệu em đang coi lại để em tính 1 triệu mấy đây. Chứ không phải 1 triệu đâu, nhiều khi nói chưa xong. Giờ đây ta chủ yếu vậy thôi. Chủ yếu là cái vết rách ngay đây. Quan trọng là giá nó hợp lý, các bác dễ chơi. Nước màu thì
nó tầm 85% đó, dưới 90 nha, 85% nè. Một vết này, bán 1.300.000. Có lỗi ha. Nhưng mà về các bác có cái tem may vô ngon. Chỗ này nó hơi dơ dơ đi tí nữa nè. Cái này cũng không biết ra hay không, hên xui, cũng mờ thôi. 1.300.000. Vai 49 nè. Tay 61. Và dài 78 nha các bác. 1 tiếng 11 phút rồi. Chắc em về một cái để em nghĩ đi ha. Mã số 318. 1.300.000. Rồi tiếp tục. Em lên một con medium short này các bác, mới. Cái này đời sau thì cái màu nó đặc, nó sậm như thế này nghe các bác. Con này cũ không luôn. Mới lắm. Scoville, các bác nhìn cái màu đậm. Không quân Mỹ nha. US Air Force tem rin theo áo. Mới lắm. Tem xanh. Tất nhiên tem xanh thì nó là thân đồng cổ nhựa hoặc là thân nhựa cổ nhựa nha các bác. Chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 85. Đời 85 nó vẫn còn thân đồng cổ nhựa đấy. Sang năm 86 là thân nhựa cổ nhựa luôn. DLA chập và đời 85 nhà thầu Golden MFG. Size medium short nha. Chuẩn cấp phát lính Mỹ nha. Lót caro riptop độ mới rất cao. Cổ đây. Cái màu nó sậm lắm nha. Màu nó sậm. Nó đậm màu. Đời sau này thì cái màu nó vậy. Ok. Và chuẩn cấp phát nha các bác lưu ý nha. Nãy giờ là toàn bộ là chuẩn cấp phát, cái tay các bác nhìn nếp gấp rất là mờ luôn. Cái này chưa rớt nước là có. Đời khóa đồng thì nó lại không có guarantee. Cái này chưa rớt nước, khả năng chưa rớt nước nha. Nó nhìn cái tem nó còn cứng nha. Rồi và size medium short. Cổ nhựa nha, các bác lưu ý. Thân đồng cổ nhựa. Chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 85. Độ mới rất cao. Nón đầy đủ nha. Thân sân độc Scoville răng cá mập luôn nha các bác. Chân khóa cứng nhắc. Ok. Nói chung là mới, độ mới rất mới nha. 97%. Chưa rất nước là có đấy. Tay đồ nó nhiều khi nó mặc một lần nó có mặc rồi nha, nhưng mà nó có bụi nó bám, nó dùng chả có nếp gấp. Rồi. Mới lắm. 97% đấy. Chưa rớt nước nha. Rồi 70 đến 80 cân. Và 1m63 đến 1m73. M6 cũng được nữa. Bác nào thấp m6 vẫn được. Cái này là ngắn nhất rồi. Ok. Còn medium ít short thì ngắn hơn, nhưng mà nó cũng ít có. Không lỗi lầm gì hết nha các bác. Em bán 3.200.000. Mới gọi là mới. Rất mới ha. Chất vải của nó đây. Đời sau thì cái vải, cái màu nó sẽ sậm hơn chứ. Khóa nhựa nha. Thân đồng cổ nhựa. Mới lắm luôn. 97% trở lên nha. Chưa rớt nước. Em bán 3.200.000. Ủa, tem đồ đầy đủ nha. Và cái size nó cũng là size vàng đấy các bác. Vai 51.5. Tay 62. Dài 76 nha các bác. Em bán 3.200.000. Mã số 319. Để em coi còn cái nào.
Con này cũng đời 67 nhưng mà nó dơ quá. Con này cũng còn ngon lắm nha các bác. Salmon sót. Salmon sót đời 67 luôn nha, nhà thầu Alan Overo. Nhưng mà cái cổ các bác thấy nó dơ. Nó dơ quá, để em giặt đi. Còn ngon lắm, con này còn ngon các bác. Chân khóa. Chân ngắt. Nhưng mà nó dơ quá, giờ lên luôn hay sao ta? Thôi để em giặt đi, nó dơ lắm các bác. Cái này nó cũng dơ. Nó dơ đứt thôi chứ còn. Ui, nó dính sơn. Cái này em xử lý được. Để em xử lý sạch đi là em lên. Con này đời 67 tem to này các bác. Rồi em lên con này rồi em nghỉ nha. Đời 67 size medium long các bác. Long medium. Mà nó bị sức hết miếng. Chỗ này nó hụt rồi. Cái này thì thông số của nó thôi, còn cái size nó đây nha. Vải bóp lin nha. Lót bóp lin đời tem to. Đời 67 tem to nha. Tem này là to chà bá luôn đó các bác. Tem to nó không có mấy cỡ nha, to vừa, to lớn, to vuông nha. Giống cái đời 66 này là to vuông. DSA 100 và đời 67 nha. Nó hơi mờ rồi nhưng mà vẫn thấy rõ. Đời 67 tem to. Rồi. Khóa con ma nha. Màu xanh lắm chiếc vải nè. Chuẩn màu ô liu. Chân khóa còn ổn nha. Dưới thì nó không phải tưa đó, nó xù xù cái sợi chỉ dưới thôi, cái chân khóa các bác nhìn. Bỏ. Màu xanh lắm. Khóa cổ con mà. Quay cổ vải nha. Nó có cái đường gân ở giữa nha. Nếu mà quay cổ vải mà có đường gân ở giữa thì chắc chắn nó 567 nha các bác. Còn nếu quay cổ vải mà nó không có đường gân như thế này nè, nếu mà mặt bên ngoài á thì nó vừa 566 và vừa 567 luôn. Còn nếu mà có cái gân ở giữa thì duy nhất chỉ có 567 thôi. Rồi, mở lưng hai lớp. Cái này nhiều khi quan trọng lắm các bác. Em hay nói 665, 66, 67, 68 thì mở lưng hai lớp nha. Còn sang 569 trở về sau là nó một lớp thôi. Cho nên áo các bác mà đời 67 mà các bác thấy nó một lớp thì xem xét lại nha. Ok. Còn ổn lắm các bác. Đồ mới ok nha, 95% được đấy. Nhưng mà nó bị dơ. Cái A tay nó dơ. Xước hết lỗ rồi. Cái nước màu thấy còn ổn lắm. Nếp gấp các bác thấy, nếp gấp không thấy luôn nữa. Nhưng mà cái A tay thì nó bị dơ với bị lỗ nha. Cái này nó dính rồi, ông này ông đi làm mà. À ra các bác nè, ra nè. Silicone các bác. À, silicone thôi nha. Ra 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 các bác. Ô ra. Ra nha, ra nha. Đây. Rồi, mai em cạo hết cho các bác. Ra ra cái này dính silicone thôi. Anh này đi dán kính thì dán gì đó, mấy vết dơ đây nữa nè. Ồ, khá dài rồi các bác, chắc em lên cho nó hết em nghĩ. Muốn lên cho nó hết mà lên không hết nổi. Lên được bao nhiêu lên hay bấy nhiêu thôi các bác, bên này A còn ổn nha. Ngon lắm các bác, áo này còn ngon nha. Màu nó xanh. Chuẩn ô liu nha. Rồi hầu như là không lỗi, cái A tay thì như em đã báo vậy thôi. Còn cái chỗ dính silicone thì mai em xử lý cho các bác luôn. Nước màu, cái nước màu á nha, 95% được đấy. Cái này nó cũng dính. Em khảo nó ra nè. Cái này cũng silicone đấy. Nhưng mà nó họ trà nó sát cho khó ra. Rồi cái này về khẩy khẩy nó cũng ra đấy các bác. Silicone đi nha. Nó dính vậy đó. Tí đây nè. Này để mai em xử lý luôn nha. Rồi, nước màu còn xanh và quan trọng đời 67 tem to. Nhưng mà cái size thì nó là medium long.
các bác nhìn cái a tay này không thấy nếp luôn nha. Chân khóa còn ngon lắm các bác. Tất nhiên có điều size medium lock thì giá nó sẽ rẻ hơn chút, nhưng mà bác nào cao thì nó sẽ chốt cái áo này về hợp lý nha. Này cũng silicone đó, em khẩy nó ra hết á, mấy này cạo nó ra nha, đó ra luôn à. Màu nó còn xanh lắm nha các bác, riêng cái chất cái nước màu nha, em báo cái nước màu nó ít nhất nó phải 94.5% trở lên, hơi dơ đèn tí cái này thì phải về giặt nha, cũng khả năng nó ra cao đấy. Rồi 70 đến, nếu các bác cao trên 1m76 nha thì các bác 85 cân được, còn dưới 1m76 thì 82 cân đổ lại thôi. Còn đẹp các bác, em bán 4.200.000, 4.200.000 các bác, nó bằng ngao khóa đồng thôi, nhưng mà nó là đời 67 tem to và cái vài vết dơ thì như em đã báo nha. Nhưng có điều size medium long thì tất nhiên giá nó sẽ rẻ hơn. 4.200.000, nước màu còn ok lắm, đời 67 tem to. Mã số 320, 4.200.000. Rồi, khóa cổ đuôi cá luôn nha các bác, khóa cổ đuôi cá con mà. Nón đồ đầy đủ nha, hôm nãy giới thiệu chưa ta? Ok. Hợp lý quá các bác. Màu nó chuẩn màu ô liu luôn nha, màu nó còn xanh lắm nha các bác. Vai 53 này. À, tay 65. Và dài 84. Rất hợp lý, theo em là hợp lý nha. Rồi và hàng bữa nay giá nó nhập về giá nó cao hơn. Nhưng mà giá bán ra thì bác nếu bác nào thấy hợp lý nha. Nhiều khi em kêu hợp lý với các bác lại lại bảo đắt mà hợp lý gì đúng không? Cho nên là các bác thấy nếu hợp lý nha thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo giúp em 0903 145965. Em ship hàng toàn quốc nha các bác. Và rồi và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo vào tối mai em lên quần alpha nha các bác, quần túi hộp form như form quần túi chéo đó. Quần hồi trước em có lên thì các bác cũng biết là đợt này về nó cũng có nhiều màu nha, nó có nhiều màu và có đủ size cho các bác luôn và giá hợp lý nha. Tối mai em sẽ lên quần túi hộp alpha mới 100%, hàng chuẩn của alpha nha các bác. Và xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bác video tiếp theo và tối mai. Xin chào, chúc sức khỏe tất cả các bác.